Đó, anh em ơi nè, cắt lần mặt hết biết rồi là nhà ơi, lần mặt này cấp đầu tới cái mí này khoảng cả là lít mấy à. Rồi đẽo thêm khúc sau nè, anh em coi nè. Anh cóc mà si huynh nào cắt cắt lần mặt hay nóng lạnh không? Đó, đến đây thấy cái tô của ông bị cắt rồi nè. Mà con nở đi 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 hết rồi. Đó, giờ Điệp làm như gì nè nha, nghe anh em. Thì anh em nào nhớ nha là đi săn á rồi gặp tình huống này á nhớ nhớ chỉnh nha. Rồi sau này á nè, đó, cái này là điệp chỉnh nha, sau này cho ông á nó có về đi nó đi chăng nữa là anh em nào có cắt được thì cắt nha. Đó. Thì nữa ví dụ như anh em cũng làm giống gì nè, cho Điệp đồ kiếm 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 sống nha anh em. Đó. Điệp cạo đi ra vậy để cho mà nó về. Đó, rồi, kèo ngon 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 lành này. Thấy cái kèo nó ngon lành cái kiểu như gì là ông nó sẽ về. Đó, quá trời cắt lần mặt luôn rồi, sư huynh nào nhớ nha, mai mốt có đi nhớ cũng sửa sửa kèo giống như nhơ đẹp nghe nó nha anh em. Rồi giờ đi tiếp cả cả nhà ấy. Đi tiếp. Chào lại với kênh nào của Điệp, xin gửi lời thân chào đến quý cô chú bác anh chị nha. Điệp cũng xin gửi lời chào các anh em nghiệp dịp fan của Điệp nha. Rồi, hôm nay Điệp đi lấy mật ong cùng với một người anh của nó của Điệp, người anh thứ ba mà ảnh điện thoại cho Điệp phải là nó gặp tổ ong bự lắm. Điệp đang đi tìm mép cạnh bên đây, anh đi đang đi tìm cạnh mép đây mà chắc này trời nắng rồi, tầm giá 12 mấy gần gần 1 giờ chiều rồi. Rồi Điệp ảnh nó có đóng trên cây cốc mà khi nào tới tổ Điệp quay cho anh em xem nha. Điệp thành thật cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã ủng hộ kênh của Điệp nha. Giờ Điệp ốp máy khi nào tới tới tổ rồi Điệp quay cho cả nhà xem. Điệp phóng qua một cái mương nè, đây mương nè. Đó. 1 2 3. Hít. Đó, tổ ong kìa anh em ơi, tổ ong này nó cũng mới mới về đóng nha. Nằm nửa màng nó màn hình đó đó cà cả nha. Điệp trông là cho nó có nhộng đi nha. Đó. Rồi giờ điệp lên nha. Xíu như chúng rồi. Con thầm nó hì vậy. Cái con một trà chá nha nha. Giờ nóng cái tay rồi, béo cái tay luôn rồi. Thấy đâu mặt cũng u đó. Con ông vàng hết biết rồi. Gió quá gió cả nhà ơi, hết biết gió, cháy cục sơ sơ dừa, cháy nè, cháy rồi, con ong vàng lắm, im lắm. Bắt bằng cục sơ dừa cái nóng nóng cái tay à, ủ làm gì vậy, im quá, được chút xíu mặt tưởng nhiều mà nó không có được nhiều. Nửa lúc mặt được. Được chừng nửa lết lên mặt thằng nhà. Đó. Hoa quá nhiều. Màu đẹp ha. Được chút xíu mặt. Ây da, rồi để Điệp cắt. Ừ.
Nó rút vô dữ vậy. Có nhộng cái nhà chút xíu mà không được nữa, nó được con xị gửi à. Cũng không có được nhiều, có ông cũng mới đóng. Ủa rồi giờ Điệp ấp máy đi, khi nào gặp tổ rồi Điệp quay cho anh em xem nữa nha. Không có nhiều anh ba nè. Trúc chừng được chừng 1 tỷ mặt kìa. Rồi giờ Điệp ấp máy nha, hồi giờ gặp tổ nữa được quay cho anh em xem nha. Mở hàng yêu cầu có mặt là nó là có bát rồi. Khen khen nó da nóng, da nóng chút xíu liệu 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 rồi nóng nè, cháy nè. Rồi tắt thì tắt rồi anh em, các anh em miền Trung miền Bắc ơi, với các anh em đồng nghiệp ơi, trong một đời từ nhỏ lớn giờ Điệp mới thấy tụi ông lần đầu tiên, tiếu thiệt chứ tụi ông đóng tàu lao mía mía lao không cái da té đó. Ông nó đóng nè đó, đóng ôm cái thân cây gì đó không biết có mặt hay không. Khói lên đó, ý, rớt cái khói. Trời ơi má ơi, ôi ôi có mặt không, có không biết nữa. Ủa hình như là có hay gì cả nhà ơi, tiếu dữ vậy. Tiếu thiệt, có mặt cả nhà ơi. Dao quýnh, dao quýnh, dao quýnh, dao quýnh kim trời, quýnh chân động tay rồi lên. Tưởng đâu không có mặt mà có mặt nè, đã không anh em. Lên luôn. Cái này khó leo. Ấy trời trời trời, dập hộp rồi. Ấy da. Ôi ôi nó rất đầy người trơn rồi, sao leo đây. Ấy da. Thiếu thiệt chứ. Ôi ôi mặt nhóc hết trơn luôn. Mặt nhóc cho cả nhà ơi, về ngâm rượu luôn, chạy luôn, đu luôn, đu toàn ten luôn, tiểu thiệt chứ. Ui dạ. Này ngâm rượu đã lắm ạ, à. Có pháo hoa nè. Im. Nên nhẹ nhàng thôi. Mặt chảy. Chảy. Yếu thiệt chứ. Cá thị ta. Thị nè. Đã thiệt chứ. Im ạ. À. Nè. Này ngâm rượu luôn, có pháo hoa trong này nữa, đã quá. Rồi đi tiếp anh em ơi, nè tổ ông tàu lao mía lao thiệt chứ. Bắt cái này là các anh miền Trung miền Bắc cừ Đẹp chết đi được. Trời ơi Đẹp cái lóc này đó, nó bắt ông kìa, đổ kìa. Chị cũng được cả nửa xị đó nó đó anh em, cũng được thôi. Chạy rồi
đã quá qua quá em ơi, hơi chạy yếu tuyệt chứ nè, mặt đã lắm, im rồi thôi tiếp đi anh em ơi. Cái nhà ấy, lù lù trong ba cái lùm sậy này nè, anh Điệp đi chung với người anh thứ ba của Điệp. Giờ Điệp lại được chị đi tụi ông cho anh em xem một cái ha. Rồi anh ba đứng bên đây à, anh ba ấy anh ba đây, cái này nó cũng hơi khó đi anh ba. Rồi anh ba đốt đi anh ba, lỡ mà em gì biêu nó bay ra cũng cũng có khối đó. To mới anh em, nó đóng nó bự nha. Và Điệp kiếm đường qua, Điệp review cái tổ ong cái cho anh em xem. Khó quá. Ông này lật lại. Ây da. Đi, Điệp đi nhẹ nhẹ, Điệp review tổ ong đó, nó phát hiện rồi. Anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Đó. Quậy anh ba. Cháy chưa? Anh ba đưa cục xíu vừa em. Đó. Để chị đi cái tối không cho anh em xem cái ha. Im không? Đó, nè. Núp, núp lùm. Núp lùm. Chám dồi quá. Chám dồi. Đừng tài sản. Chám dồi. Nửa lít mặt được, khỏe. Im. Hôm nay cầm cục xe dừa nữa. Đây, quay cả anh em xem. Đây, chám dồi. Im lắm. Đó. Ở bên đây không biết làm sao nữa nè. Có chám dồi không nữa. Ồ, có. Tiêu rồi. Đây. Chám dồi anh em ơi. Chung cũng là cũng được. Anh ba đưa con dao em. Anh ba quýnh kìa. Khoan khoan khoan. Từ từ. Từ để em gọc cái nữa rồi anh mới có lắc được. Rồi anh lắc đi. Cho cả nhà xem cái cầm dao. Cho cả nhà xem cái. Đến vui. Lật úp đi lại cho nó nằm xuống luôn. Bây giờ tôi cục cái vừa nó cháy cái lỗ tai em mà anh không nói. Dạ. Rồi cháy lủng luôn rồi, quá trời cháy luôn rồi. Trời ơi đâu mà chui đây vậy? Quá trời cháy rồi. Chui vô trong cục xe dừa nên mà cháy khác ngạt hết trơn rồi, cháy luôn cái đầu rồi. U cháy tóc em luôn rồi. U chỗ qua cái nón luôn rồi, cháy tóc luôn rồi. Trời ơi anh em ơi, cũng im nè. Cầm giá cũng nửa lít lật trở lại rồi. Bây giờ nó nóng rồi, trời nóng ta, cháy luôn rồi. Quá trời luôn rồi. Quá trời luôn rồi, ông rồi anh em thôi nè. Ở da xuống tới cổ anh ba phụ phụ em quá trời cháy anh ba ơi. Ủa dạ? Cháy đâu nữa? Không biết nữa, cháy ở ngoài đâu mà. Nè, nó cháy luôn cọng dây này luôn nè, thấy không? Ôi, trời đâu xuống dưới đây. Trời ơi. À, trời, ông à, anh em ơi. Thôi giờ Điệp ốp máy nha, khi nào gặp tổ nữa Điệp quay anh em xem ha. Nhà anh em ơi, bắt tổ tiếp theo nè. Đóng mặt trời, Điệp chắc Điệp dơ lên bị cháo quá. Đó, cục đen thùi lùi nằm nữa, màn hình đó. Nằm ở trên đọt đi luôn đó. Rồi lên anh em ơi. Nãy giờ bắt không biết được bao nhiêu tổ rồi. Hết nhớ rồi. Còn tổ chỗ tổ chút không. Tổ này cũng có thấy như bị siêu huynh nào nẹ trước con dao rồi nó rồi anh em. Nẹ trước con dao rồi không biết lên mót lại kiếm bậy nó xị mặt coi. Kiếm tiền xăng cả nhà ơi. Dạ, trời chút máu nữa hả? Bắt cục xe dừa nãy nè, dụi còn nè. Chút xíu à. Rồi, lên. Cục xe dừa chút xíu à. Rồi, nhiêu đó cháy đủ à.
da dây nữa hả? Ủa nè, nha. Ủa chúa rồi. Dây nhỏ dính đùm 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 bây giờ. Có mặt không? Dính chút xíu rồi, trời xung quanh nào cắt quá trời luôn. Ô bị sâu rồi. Hết làm đi lại mặt rồi anh em ơi. Bị sâu. Nó bị sâu nó không làm đi lại mặt. Ây da. Chúng máy. Giật này cho cá rồi. Cái này là chắc ấy quá. Không làm lại mặt anh em ơi. Bị sâu nữa. Đáng lý đi giặt á. Giặt cái độ xéo á, nó mới làm đi lại mặt. Còn không giặt đồ độ xéo là nó bị sâu luôn. Bị sâu mà nó không làm đi lại mặt nữa nè. Bị sâu nè. Sâu cho bá luôn, chẳng tạc luôn. Mày có mặt không? Có mà ít. Có cả nhà ơi. Trời. Được vài cốc mặt. Uống nước và mám này lên đây nha. Muốn bị giặt cái độ xéo mà nó mới có làm đi lại mặt. Còn cái này, cái này là đâu giặt độ xéo đâu. Làm đi lại mặt mày chút xíu à. Mặt em được cái 1-2 ly à. Đắp lệ luôn cho nó ăn luôn. Chỉ nổ ổ luôn. Rồi, quay quả cho anh em xem anh em ơi. Giờ đi bắt chua quá. Lên được xuống khó vậy. Ôi, leo lên không được giọt mặt. Đi đến em ơi. Rồi, giờ đi tiếp đi, khi nào gặp tổ quay cho anh em xem nha. Giờ điệp lên anh em ơi. Nè, hình như là có anh em nào leo rồi hay gì nè. Bẻ cái cây nè. Dấu này dấu cũ rồi. Nè, bẻ cây nữa nè. Nói chung là chắc có tổ này chắc có anh em thử rồi quá. Chắc có người có anh em thử rồi. Cởi thử rồi cũng leo lên nữa. Hên xui. Bẻ sụ đọt hết trơn rồi. Hên xui nó nghe cả nha. Chứ giờ đi săn ong đó, nói chung là đăng video lên bắt ong giờ cực dữ lắm đây nha, chua ăn á. Đó là được nói thật sự thật. Cũng muốn kiếm video để đăng chứ không hoặc là trời có kiến vàng nữa. Điệp. Ui. Anh em nào bắt có sa dừa nữa, nó còn dính ở đây nữa. Có bụi đó. Bụi. À anh em leo gãy nhánh nè. Mà leo này lâu rồi. Nhánh màu u này leo. Ây da chúng nó rồi. Nè. Gãy nhánh nhóc hết trơn á. Lâu rồi. Trời không sao, hên xui. Nếu ở hiện gặp lành bà cậu cho được chừng xị, còn thương thì cho nhiều. Nè anh em bẻ nhánh luôn nè. Này. Nè, bẻ nhánh. Gãy nhánh nè. Ui, cái dấu này cũ rồi. Hên xui nha anh em. Tôi không nằm đâu, ủ kế bên nè. Kiếm một xị mặt coi. Trời, chút xíu nữa, quên lấy ông quẹt rồi.
hên. Thở gì đó ghê trời. Nhớ điểm hôm đâu đâu có leo, có leo trèo tầm bậy tầm bạ đâu. Sáng ngày thở ghê. Ghê huynh. Kiếm kiếm sĩ coi. Đốt luôn. Nó hì hì vậy. Đẩy lên coi cho đại bớt khổ coi. Đấy. Bà cậu thương nha bà cậu. Con đây lẻ lôi một mình á. Đó. Chỗ này chắc có si huynh nẻ rồi. Có vô cái leo. Ôi nó hì. Mà trời ngược. Trời ngược 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 gió nữa. Úi da. Có si huynh leo. Úi da nóng. Úi da. Chỗ này có si huynh bắt rồi. Trời. Hình hên bà cậu cho ăn sĩ kiếm tiền tiền xăng. Đây nha. Đã ha. Cũng được. Ui da. Mình nóng giò dữ vậy. Cái rớt ba cái tàn. Trời ơi. Bà cậu thương nha, bà cậu cho ăn sĩ nha. Thương con nhiều thì cho con nửa. Ủa, nó bay nó sắn vô ghê quá. Nhánh này nó cũng cong vòng cũng ớn ớn mà nhờ cái mồ u nó chắc. Sư huynh xử rồi. Ôi da. Ấy chưa. Ủa sư huynh bẻ nhánh luôn, sư huynh xử rồi. Ủa sư huynh xử rõ ràng. Thử sao mà cái này nó không bơm lại mặt mà cắt gì đường ngộ ta. Ui tổ này đóng này lâu rồi, đi sâu nữa. Kỳ kìa. Kỳ nha. Cậy, ngót ngót. Góp gió thành. Lầm quá mà hay nói. Đi sâu. Như biết có mặt không nữa nè. Mới là điều quan trọng nè. U anh em cắt dĩ đắp ngộ. Ngộ thiệt. Cậy. Chút nào đỡ chút đó. Giờ vậy đó. Lú ra đi ra là bị xử, lú ra bị xử rồi. Được cái dài cốc mặt hết rồi. Nhẹ queo luôn. Tiếu thiệt. Nhẹ queo qua cả nhà. Thua. Trời chứ biết làm sao vậy. Trời ơi. Nhẹ queo à anh em ơi. Khi nào gặp tổ nữa Điệp quay cho anh em xem nha. Điệp up máy. Quá cao rồi anh em ơi. Con biệt mị ở trên kia kìa. Nằm biệt mị trên chốt giót trên, ở trên đọt luôn á. Mà hai cái cây mép đây nè. Cao lắm anh em. Để Điệp lên đó đi rồi Điệp quay cho anh em xem. Chứ giờ cao quá cao rồi. Điệp leo nguyên cái cây này nó cũng mắc sức lắm. Rồi lên nè anh em ơi. Ây da. Mà thì bé lên tới anh em ơi. Quá trời. Điều. Lên tới này nó muốn rụng à. Quá gió rồi anh em ơi. Cái này chắc bị te tua tiếp tục quá. Ây da. Nó đóng bên đây nè. Cái này chắc bị te tua nữa quá. Ở trong lùm cũng đỡ. Cao ở trên kia. Bây giờ chúng hái nè. Đây chúng hái nè.
Ui, cái đâu rồi? Thấy con luôn rồi, trúng máy mà đứng trên kìa. Ủa xuống rồi. Ủa, xuống rồi. Hùng quá hùng rồi. Ủa, con hùng anh em ơi. Ui da, chợt nữa. Con hùng quá vậy. Xuống mới được, không thể nào ghi biến được này. Không có thấy lá cây này luôn, đen cái vỏ hết trơn. Trời ơi, nhớ gì vậy trời. Quá trời quýnh rồi, quýnh rồi trời, đẻo luôn. Ý, không thấy đường cắt luôn rồi. Ô bị dính cây nữa. Ôi quá rồi, cắt không kịp. Quá rồi cả nhà. Ui, mặt nè, đá thiệt. Quá rồi, xuống đi quay, quay hình quá anh em xem. Được quá trời luôn à. Te tua hết trơn trời. Cả nhà thông cảm nha, tại điệp đu á. Đu đều bị cắt nè. Xuống anh em ơi. Ui bị dính lên cây nữa. Ui. Bút chân đồ cái quê cho trời, không thấy được cái cảnh cắt luôn. Hay quá, cũng không có dọa. Quá wow. Yeah. Ở đây quá trời cả nhà ơi, mà móc thành quả luôn, móc thành quả anh ba. Ây da, nhà cắn luôn, banh chân trời. Quá trời giò ơi, cái kia hết luôn. Ây da, ây da. Ui, quá phê cả nhà ơi, dãy kim luôn này luôn. Ây da, vừa đẹp cho nó cháy vậy đó. Ây da. Rồi, để đó, đó xuống luôn ta. Đó. Đó. Hả? Nó lại hả? Okay. Vậy? Xuống lưng rồi, đúng rồi. Ây da. Ây da, thôi kệ. Cục đó được cả bạn, có bán nhiêu? Tại em có khối rồi. Mày hả? Ở hơn nửa lít. Hả? Hơn nửa lít. Ba xị mặt ha. Rồi, ba xị. Ba sĩ với cái nói chung là dùng đi dùng lại khoảng 2 lên hết mặt. Còn hai cái cục kia nữa. Đó. Anh em ơi, giờ bắt quá trời luôn rồi, hết nhớ tổ nào đi luôn nha. Im không? Đó gì như vậy đó cả nhà ơi. Đó. Nói chung cũng được 2 lên 2 lên
quá trời. Thôi trời đẹp, xin gửi lời chân chúc đến quý cô chú bác anh chị em trên mọi miền đất nước á, trong buổi tối sẽ clip đẹp luôn và hạnh phúc yêu thương nha. Có yêu nha, quý mến đẹp, hãy cả nhà đừng quên để cho đẹp xin một like nha. Giờ đẹp nói là chia tay, bye bye cả nhà, hẹn gặp lại clip tiếp theo nha. Anh ba bye bye cả nhà, anh ba bye bye cả nhà luôn nha. Rồi quá trời. Hay, thuộc của ông này.